Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sự đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Dân Nhiều chủ trì hội nghị. Quán triệt nội chung chuyên đề trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy hoàng đình cán đã phân tích làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về đổi mới tư duy sửa đổi lối làm việc của đảng bộ tỉnh long an hiện nay tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về đổi mới tư duy sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật nói thật làm thật có hiệu quả thật người dân được hưởng thụ thật từ đó đặt ra những giải pháp để đảng bộ tỉnh Long An thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới. Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đảng bộ tỉnh tiếp tục khơi dậy ý thức gương mẫu tận tâm dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới vì sự phát triển tỉnh nhà của cán bộ đảng viên.